quyết là nhưng mà đây thì chưa chị tự tế nha em. Dạ tự tế nha chị tâm. Cái đầu của mày, giờ của tao á là hiền nhất quả đất này đó. Thôi đi đây, dễ giờ rồi, bye bye. Chú hỏi con này, con có thấy... Ủa, sao chú có hình của cậu con? Cậu nè ba. Ra đây. Nhắm mắt. Có đứa con quý như vàng ấy nhở. Nếu mà bị bắt cóc thì xót lắm đấy. Con có muốn làm con gái chú không? Không, con muốn làm con của ba Lộc. Ai con chơi ghế ở dưới. Con ở dưới là cái ngón thân thẳng một tay ba con. Và Diệp, cô không cần phải nói bất cứ điều gì nữa. Ngay bây giờ phòng nhân sự sẽ thanh lý hợp đồng với cô ngay hôm nay. Tôi nói xong rồi, cô có thể đi. Con bé này, trời ơi con bé drama này, trời ơi. Mẹ ác ma, cha thiên sứ, 20 giờ thứ hai và thứ ba hàng tuần trên K Cine, duy nhất trên K Cộng.